3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 tùm lum hết nè con. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 19 30 31 32 33 34 35 8 19 40. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc đồng hồ. Xin mời quý vị. Xin mời em đọc đồng hồ cho chú Quyền Linh nha. Đọc lớn lên nha. 1 phút 35 giây. Đọc ừ. 1 phút 35 giây. Có nghĩa là gia đình đã mất đi 2.500.000 đồng. Và số nợ 5 triệu đồng vẫn còn ở ngân hàng. Chúng ta sẽ tiếp tục ở vòng 2 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Và bé Thanh sẽ cầm chạy thật nhanh qua cho em Hiền. Chạy qua cho em Hiền. Và em Hiền có nhiệm vụ là đập dẹp cây chổi. Đập dẹp thế này, đập dẹp ra hình dáng cây chổi. Trong vòng 1 phút 30 giây, chúng tôi muốn thấy 10 cây chổi nằm ở vị trí bàn số 3. Rất hồi hộp và căng thẳng. Hiện nay thì tất cả khán giả ai cũng đang mong chờ vào chiến thắng của chị Bộ Thị Thu Ba, bởi vì gia đình đang rất khó khăn. Xin mời em kiểm tra đồng hồ cho. Dạ, 0 phút 0 giây ạ. Chuẩn bị. 1 phút 30 giây của vòng 2 đối với gia đình chị Võ Thị Thu Ba xin phép được bắt đầu. Bắt đầu chạy đi. Rồi bỏ đi. Nhìn lên. Bỏ 10 cây chổi. 1 phút 30 giây. Bỏ chặt lại, bỏ chặt lại chị. Bỏ chặt lại chị Ba. Cố lên. Cây chổi thứ 3 rồi. Cây chổi thứ 3 rồi. Còn 7 cây nữa. Còn 7 cây chổi nữa. Chặt lại, bỏ chặt lại. Nhanh lên rồi chị có thể qua phụ bên kia. Chặt lại, siết chặt lại. Bây giờ là 50 giây rồi. 50 giây rồi. Cố gắng lên. Nhanh lên nữa. Đứt kẽm rồi, buộc kẽm lại. Đứt rồi, đứt sợi kẽm rồi. Đứt hồi hộp căng thẳng, giờ phút cuối cùng mà đứt sợi kẽm rồi. Buộc bó lại, vừa chạy vừa dặn lại luôn. Chặt lại. 1 phút 15 giây rồi. Còn 15 giây cuối cùng. 15 giây cuối cùng. Nhanh lên. Nhanh lên. 15 giây cuối cùng. Nhanh lên nữa. Cố gắng nhanh lên. Chặt đầu, chặt đầu. Đập dẹp ra. 15 giây. Tôi chưa biết đồng hồ sẽ dừng lại 1 phút bao nhiêu giây. Chúng ta bắt đầu kiểm tra sản phẩm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xin chúc mừng 10 cây chổi đã hoàn thành. Vậy đây thì thật sự tôi cũng không dám nhìn vào đồng hồ nữa, bởi vì không biết số phận vòng 2 thế nào đây. Chúng tôi sẽ mời một khán giả chúng ta bước ra sân khấu để kiểm tra đồng hồ. Xin mời em đứng vào đây. Anh tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Rồi bây giờ em sẽ đọc đồng hồ giùm. Tất cả hồi hộp căng thẳng theo dõi đồng hồ. Đọc lớn lên nha. 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây. Chính xác là đúng 1 phút 30 giây.
Đồng hồ đã dừng lại 1 phút 30 giây 25 khắc. Chỉ còn khoảnh khắc nữa thôi, một tích tắc nữa thôi là gia đình đã không vượt qua. Chúng ta có thể cùng nhau chúc mừng cho gia đình Võ Thị Thu Ba đã vượt qua vòng 2 với 1 phút 30 giây. Chúng tôi kính mời ông Huỳnh Ngọc Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Phú sẽ trao số tiền ở vòng xoáy lần 2 2.500.000 đồng cho gia đình chị Võ Thị Thu Ba. Xin cảm ơn ông và xin chúc mừng cho gia đình chị. Hiện giờ thì gia đình chị vẫn nợ ngân hàng 2.500.000 đồng. Chúng ta sẽ cùng nhau chúc cho chị đến vòng cấp 4 thật nhiều may mắn. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Lê Văn Giỏi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Phú sẽ đại diện cho bà con rút hai lá thăm may mắn. Xin mời ông Lê Văn Giỏi rút cho thật giỏi. Trộn đều phiếu lên. Quậy. Rồi, rút một lá thăm bất kỳ. Cảm ơn ông. Lá thăm thứ hai. Rồi, thật trộn đều lên. Nhắm mắt lại, hướng về phía trước, rút bất kỳ lá thăm nào. Rồi, cảm ơn ông. Ai sẽ may mắn được phần thưởng trong ngày hôm nay? Lá thăm đầu tiên xin mời ông. Xin mời bà Nguyễn Thị Nông, sinh năm 1951, số giấy chứng minh nhân dân 2204453 ở Hội Điền. Nguyễn Thị Nông, xin chúc mừng cô. Khán giả may mắn thứ hai trong ngày hôm nay sẽ là ai đây? Phan Thanh Lộc, Hội Phú Nam 1, Ninh Phú. Phan Thanh Lộc sinh ngày 19 tháng 8 năm 85, số chứng minh nhân dân 225195037. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Lê Văn Giỏi sẽ trao hai phần thưởng cho hai khán giả may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin mời ông. Mỗi phần thưởng sẽ trị giá một phần quà và 1.000.000 đồng của ban tổ chức chương trình Vượt Lên Chính Mình. Một lần nữa chúng ta vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho hai khán giả may mắn nhất trong ngày hôm nay. Chúc mừng hai khán giả may mắn đã nhận được quà tặng trong chương trình hôm nay. Các khán giả đến cổ vũ cho thí sinh, hãy nhớ lấy phiếu, điền đầy đủ thông tin và gửi lại ngay cho ban tổ chức. Hy vọng là quý vị cũng may mắn nhận được những quà tặng của nhà tài trợ. Thưa quý vị, ngày hôm nay, mẹ con chị Thu Ba đã có cơ hội bước vào một cuộc thi, xóa đi số nợ mà bấy lâu nay đã canh cánh trong lòng, mà ngay cả trong giấc ngủ chị vẫn còn nghĩ đến. Các cô con gái cũng đã tề tựu đông đủ để hỗ trợ mẹ vượt qua các vòng thi. Thường nhất là Trí Anh, thời gian nghỉ ở đại học không nhiều, thế nhưng em đã cố gắng tranh thủ để về đây tập luyện và tham gia cùng mẹ. Nhưng không phải sự cố gắng nào cũng mang lại kết quả như mong muốn, bằng chứng là mẹ con chị Thu Ba đã để chiến thắng vụt khỏi tầm tay ở vòng 1. Thế nhưng bằng tất cả sự nỗ lực của mình, họ đã buộc thời gian dừng lại ở ngay 1 phút 30 giây của vòng 2, giành chiến thắng, xóa được 50% số nợ là 2.500.000 đồng và có cơ hội bước vào vòng cấp 4 với rất nhiều may mắn đang chờ đón họ. Chúng ta đang đến với vòng cấp 4 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Giờ đây thì chị Võ Thị Thu Ba sẽ rút hai logo trong các logo của nhà tài trợ. Bên tay phải Quyền Linh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, ống nhựa hoa sen sản phẩm của Hoa Sen Group, nước rửa chén Sunlight, bát sạch ngon cơm, công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát vươn lên tầm cao mới, Sơn Expo, sơn của thời đại mới, Maloca cà phê sữa hòa tan 3 trong 1, phở Vi Phong vị ngon đậm đà vươn xa thế giới, bánh sô cô la kem marshmallow sản phẩm của Phạm Nguyên, tôn hoa sen sản phẩm của Hoa Sen Group, công ty cổ phần Lasta, ngân hàng ống nhựa hoa sen Sun Life, Bình Phát Expo. Chúng ta chọn logo nào? Chị chọn Sun Life. Nước rửa chén Sun Life. Chúng ta chờ xem số tiền sẽ là bao nhiêu đây. Mấy triệu? 7 triệu đồng. Đây là số tiền cấp 4 cho chị, 7 triệu đồng. Chị trừ ra 2 triệu rưỡi, chị còn 4 triệu rưỡi. Chị sẽ làm gì? 4 triệu rưỡi này sẽ cho các cháu đi học, đầu tư cho các cháu học và mua thêm sóng lá để làm tăng triển phát triển cái nghề chổi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rút logo thứ hai. Con sẽ chọn logo nào?
Dạ, cái này em sẽ chọn mời Vi Phong vị đậm đà vương xa thế giới. Phở Vi Phong vị ngon đậm đà vương xa thế giới. Mấy triệu? 10 triệu? 9 triệu? 12 triệu đồng. Xin chúc mừng, 12 triệu đồng dành cho cả gia đình. Như vậy là sau 2 lần hướng lưu vui, gia đình chị Võ Thị Thu Ba ở xã Ninh Phú đã nhận được số tiền cấp 4 là 19 triệu đồng. Xin chúc mừng chị. Chúng tôi kính mời ông Phạm Lợi, Phó Bí Thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ninh Phú sẽ trao số tiền ở vòng cấp 4 19 triệu cho gia đình chị Võ Thị Thu Ba. Xin mời ông. Rất vui là bởi vì ở vòng cấp 4 gia đình chị Võ Thị Thu Ba đã rất may mắn là có số tiền 19 triệu đồng. Với lại vòng 2 chị đã xóa đi 2 triệu rưỡi, tổng cộng trong ngày hôm nay chị có số tiền là 21 triệu 500 ngàn đồng. Xin chúc mừng cho gia đình chị Võ Thị Thu Ba. Thưa quý vị, nếu như trong buổi sáng ngày hôm nay, không ai trong gia đình chị Thu Ba nghĩ rằng mình có thể cầm được trên tay số tiền 19 triệu đồng, thì khi anh Quyền Linh rút ra hai bản logo, điều tưởng chừng như không thể ấy đã trở thành hiện thực. Và đó chính là thành quả xứng đáng dành cho chị sau bao năm tháng vất vả một mình nuôi con khôn lớn và nâng bước cho con trên con đường học vấn. Và giờ đây, giây phút mà cả gia đình mong muốn đã đến rồi. Gia đình chị sẽ cùng đến ngân hàng để làm thủ tục xóa nợ với số tiền nhận được từ chương trình. Và chắc chắn những hình ảnh sau đây sẽ là những hình ảnh mà cả gia đình không bao giờ quên được. Giây phút này đây, chị ngỡ ngàng hạnh phúc, không còn lo đến kỳ phải trả nợ ngân hàng, không còn lo bữa no bữa đói như những ngày đã qua. Các con của chị vẫn được đến trường với đam mê học tập và thoát khỏi cảnh nghèo. Ước mơ sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta biết vươn lên và không chùn bước trước khó khăn, nếu chúng ta biết ước mơ và hy vọng. Trong cuộc đời này còn biết bao số phận như chị Ba, nhưng như câu thông điệp của chương trình vượt lên chính mình, chúng ta chỉ thực sự thất bại một khi từ bỏ mọi cố gắng. Chị Võ Thị Thu Ba và các con của chị hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng của chương trình vượt lên chính mình dành tặng, bởi những gì đã sống, đã nỗ lực và cố gắng. Trong ngôi nhà của chị rồi sẽ có những bác sĩ, kỹ sư, cô giáo, là những người con và là niềm tự hào của chính chị. Chúng tôi thật sự vui mừng và xúc động trước niềm vui và hạnh phúc của chị. Cuộc sống luôn có những thử thách, hãy luôn cố gắng chị nhé. Đến giờ phút này tôi nghĩ rằng tôi thực thật là một con người của Thu Ba đây. Chứ còn trong thời gian mà làm chương trình, tôi nghĩ rằng hầu như nó bay đi đâu và tư tưởng nó phải tập trung vào việc làm. Không biết mình là ai và như thế nào, chỉ biết mình là cố lên, vượt lên, làm sao cho hoàn thành được cái công việc của mình, làm đạt cái chỉ tiêu. Trước hết con xin cảm ơn tất cả mọi người ở đây đã đến cổ vũ gia đình con. Cảm ơn chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình con trong thời gian từ trước đến giờ, và đặc biệt là hôm nay đã cổ vũ rất là nhiều cho gia đình con. Thật sự là hôm nay con rất là vui và hiện giờ đang vẫn còn run. Tại vì trong lần đầu con đã thực sự cố gắng, nhưng mà gia đình con đã không có đạt được như là ý nguyện, không vượt qua được vòng đầu. Mà vòng 2 thì dù sao gia đình con cố gắng, và nhờ mẹ con và em và con cố gắng vượt qua vòng 2 rồi chiến thắng trong vòng thi, không phải là chỉ trong vòng thi mà chiến thắng chính bản thân của mình, để mà vượt qua tất cả những gì cuộc sống mang lại cho gia đình. Hiện giờ thì con không biết diễn tả làm sao nữa, nhưng mà con sẽ cố gắng vươn lên học tốt hơn và có thể về lại địa phương giúp đỡ hay là cái gì đó, nhưng mà thực hiện cuộc sống cùng với mẹ và gia đình. Con chỉ muốn nói một câu là con yêu mẹ nhất trên đời. Con cố gắng học nhờ cho bản thân con và cũng như là tương lai của gia đình là đều nhờ vào con. Các em cũng phải dựa vào con khi kết bài học tập của con nha con. Để được đi học như ngày hôm nay là mẹ hy sinh rất là nhiều. Hy sinh bản thân từ năm mẹ mới 30 mấy tuổi, năm nay mẹ đã gần 50 tuổi rồi mà mẹ vẫn còn hy sinh cho tụi con. Trong khi đó trách nhiệm của mẹ chưa hết, quyền lợi tụi con được hưởng được, hưởng từ cái công sức của mẹ rất là nhiều. Con muốn nhắn nhủ một điều với các em là hãy cố gắng học giống như chị, có thể vượt cao hơn chị nữa. Học hành trong tương lai tiến tới, chỉ có học
vừa học và họ sẽ thoát được cái cảnh cuộc sống gia đình khó khăn, để tự tin chính vào bản thân mình và vượt bằng khả năng và nghị lực của mình sẽ vượt qua tất cả những điều gì mà cuộc sống khó khăn dành cho ta. Đó là lời nhắn nhủ tất cả đối với em, với mẹ và tất cả những bạn có cuộc sống khó khăn giống như mình ngày hôm nay. Bây giờ thì vui lên, tất cả những điều nó mắc ta sẽ kết vào trong và